xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube lý việt amo của mình à, thì hôm nay cái app star network các bạn nó có uh, nó cập nhật chức năng mới nó cho các bạn stack uh, hàng năm các bạn để mà nhận thêm cái star cho các bạn nha cái chức năng này mới phát triển rất là hấp dẫn luôn cho nên là bây giờ uh, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn cập nhật sau đó thì các bạn hãy uh, 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 nếu mà các bạn uh, không có bán được star các bạn có thể stack để lấy uh, phần trăm cho các bạn nha rất là cao 20 đến 85 phần trăm một năm các bạn rất cao luôn nha nên là các bạn xem video này thấy thì hãy làm ngay nha đối với những bạn cai xe rồi á mà các bạn chưa bán được thì mình nghĩ nên start đi để các bạn giữ ta lại ha nó chống hắt với lại hai nên là các bạn cũng để dành lâu khi mà lên sàn các bạn rút ra bán rất là tốt nha rồi thì đầu tiên các bạn hãy đi vào cái xe play này ha hoặc là app store nha rồi sau đó các bạn gõ vào Star Network giúp mình nè gõ như mình vậy đó sau đó các bạn sẽ các bạn bấm Enter nha Enter đây bằng phím á thì nó sẽ ra chữ cập nhật nha thì các bạn bấm vào đây các bạn à, bấm vào cái tính năng mới nè à nó không có ghi các bạn không có ghi nha thì chúng ta hãy bấm cập nhật đi các bạn cập nhật ha để đi vào cái chức năng mới nha chứ các bạn mà đào star ra các bạn được cai xe các bạn bán không được các bạn để đó thì để làm gì các bạn start sẽ lấy phần trăm sướng hơn ha và giữ luôn cho đến cuối năm thì đến cuối năm Mới lên sàn thì các bạn bán ngon ha rồi các bạn đợi chút xíu cho nó cập nhật nha còn bạn nào mà chưa đăng ký Star hãy vào mô tả video đăng ký các bạn. À, cách đăng ký rất là đơn giản nha. Mã giới thiệu của mình vẫn là Picasso nha các bạn. Rồi, sau khi mà các bạn bấm cập nhật rồi á, thì nó sẽ ra nút như thế này. Mà các bạn bấm vào mở ha. Bấm vào mở luôn các bạn. Để chúng ta đi vào cái app Star Network nha. thì à, à, rồi nó đi vào cái à, app rồi các bạn ha bây giờ nè các bạn xem nè bây giờ thì nó sẽ cập nhật cái chức năng này á ở trong cái nhóm chính của nó và mình cũng đã dịch cho các bạn xem rồi đây nè đây nè đây là các bạn tiếng anh của nó nha cập nhật nè rồi mình đã dịch ra tiếng việt nè bây giờ bạn có thể đặt star để có lãi explorer tức là nhà thám hiểm á tức là người đào á đây là một bản cập nhật thú vị khác liên quan đến sự phát triển mới nhất của Star Network. Chúng tôi đã khởi chạy chức năng đặt cược trong ví của bạn trong phiên bản này và bây giờ bạn có thể đặt cược số dư đã thực hiện của mình với chúng tôi và kiếm lại suất tương ứng. Đây chỉ là một trong những dấu mốc quan trọng mà chúng tôi đã đạt được do theo đuổi việc phát triển các chức năng mới áp dụng công nghệ blockchain. Bên cạnh nỗ lực của chúng tôi trong việc tung ra các trò chơi mới để làm cho ứng dụng Star Network thân thiện với người dùng. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng ví, nút thứ hai bên phải ở cuối màn hình chính là cái nút này nè các bạn. Cái nút ví là cái nút này nè. À, cho các bạn xem. Nè, cái nút này nè. đó Rồi tiếp theo và sau đó nhấp vào nút đặt cọc bạn sẽ thấy danh sách các sản phẩm có sẵn với các thời hạn khóa khác nhau và ABI ABY lợi nhuận phần trăm hàng năm ước tính hiện tại có các sản phẩm có thời gian khóa từ 30 ngày đến 720 ngày và ABY ước tính là 20% đến 85% mỗi năm rất cao đúng không các bạn để biết chi tiết vui lòng tham khảo bản tin trong ứng dụng của chúng tôi hoặc truy cập vào đây. À, có nghĩa là truy cập vào ứng dụng thôi, không có gì hết. Rồi, như vậy là chúng ta hãy quay lại cái app xem là nó cập nhật cái phần cái phần đặt cược này như thế nào. Thì chúng ta hãy đi vào cái ví nha. Đi vào cái ví đi các bạn. Đó. Các bạn đợi một chút xíu ha. Thì ở đây số dư thực tế của mình á là 60.149 phết 9022 à, 9022 à, cái star có thể uh, à, được đó rồi các bạn đợi chút xíu cho nó quay nha và đặc biệt nhất là bạn nào phải cai xe rồi mới đặt cược được nha bạn chưa cai xe thì không đặt cược được đâu nha nhớ là hãy cai xe trước thì cách cai xe có các bạn các bằng cách các bạn rút clip ra ra các bạn rút được clip ra thì các bạn à, thực hiện cái lệnh cai xe ha còn nếu mà các bạn không không có rút được clip ra thường á thì các bạn nếu mà các bạn chịu chơi thì nên mua một con clip ra. Ha, giá tầm 1 triệu mốt cho đến một triệu rưỡi ha. Nói chung là tầm giá đó thì các bạn nếu chịu chơi các bạn mua về các bạn cai xe. Mà đã khi mua thì các bạn phải cai xe cẩn thận nha để nó bị trượt. Rồi. Thì bây giờ để đặt cược các bạn bấm vào đây. Còn cái này là lịch sử giao dịch nha. Đó, lịch sử này mình đã Rút và bán rất là nhiều ha 3.000, 4.000, 5.000 tùm lum hết nhiều lắm các bạn ha Rồi các bạn bấm vào chữ đặt cược đi Bấm vào đây Đó Thì nó ra cái gối đó các bạn Nếu mà các bạn stack uh, Stack uh, Nè nó có 4 giai đoạn nè 4 cái sản phẩm nè 30 ngày Giai đoạn 30 ngày các bạn sẽ được 20% nè 1 năm nha 20% một năm nha các bạn nha. Cho nên là một năm mà các bạn phải lấy 20% các bạn chia cho 12 tháng ngày thì nó ra một tháng bao nhiêu. Được chưa? Rồi. À nếu mà các bạn 6 tháng 180 ngày thì các bạn sẽ được 30% một năm. Và 360 ngày, có nghĩa là một năm các bạn sẽ được 50% này. Và 720 ngày các bạn sẽ được 85%. Được chưa? 85% một năm đó nha chứ phải là một tháng đó đâu. Ở bây giờ á à nếu mà 20% mà mình à à stack. Ví dụ bây giờ mình stack 10.000 6 tháng. Đó. Thì bây giờ để xem. Rồi bây giờ các bạn thì bây giờ mình có khoảng 60.000 star ha, mình sẽ stack tầm khoảng 40.000 đi mình chọn cái gói là 6 tháng nè các bạn ha, à, 6 tháng nè coi như là 6 tháng này mình không có xài được cái 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 40 ngàn này ha để mình lấy được 30 phần trăm năm thì bây giờ mình sẽ tính nè để xem lãi bao nhiêu nha mình tốt 40 ngàn thì bây giờ mình sẽ chia ra cho các bạn xem nè mình sẽ chia cho các bạn xem nha thì 30 phần trăm một năm mày chia cho 12 tháng các bạn thì một tháng nó được 2,5 phần trăm để cho 2,5% thì các bạn sẽ nhân cho 40.000 Chia cho 100 Thì sẽ được 1.000 các bạn Sau khi mà start 6 tháng thì được lời 1.000 ha, ha, Cũng được Nói chung là 1.000 thì cho vui thôi các bạn Chứ chủ yếu là mình giữ lại ha Mình giữ lại Hay giờ mình để tới tháng 12 mình lên sàn thì mình không có lãi nào Thì giờ mình start trước đi Để mình mình lấy lãi các bạn ha rồi bây giờ mình sẽ chọn cái gói là tùy các bạn nha, các bạn thích chọn gói nào chọn, mình thì mình chọn gói 186 180 ngày. Rồi bây giờ mình số tiền mình start đó, muốn khóa là 40 000 Đó. mình giờ lỡ mình bị hack thì mình cũng còn giữ được 40 000 được các bạn. Đó. Được chưa? Giới hạn các bạn đọc nè, giới hạn tối thiểu để khóa là một star và tối đa là 100 000 star thôi, không có nhiều. Được chưa? Ngày đặt cược như này và ngày kết thúc là 6 tháng 9 à, 2022 được chưa ước tính là ABI à, ABY là 30 trăm ước tính quan tâm là 6 triệu star <laughs> đó thì mình chọn cái gói ok rồi ha thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút xác nhận à, không thể được hồ sơ người dùng vui lòng thử lại à nó rất mạng các bạn nó rất mạng à, nó do nó rất mạng các bạn nên là các bạn thông cảm nha bây giờ mình làm tiếp mình mình chơi bao giờ mình làm rồi à, bấm vào xác nhận nha tách 40.000 rồi 40.000 rồi bấm xác nhận à, bấm xác nhận chờ một chút xíu nha nó đang nó đang tải nó tải cái dữ liệu đó bạn đã đặt cược star thành công rồi hoàn thành đó. À. Như vậy tổng số dư đặt cược là 40 000 ha. Đó. Quay trở ra. Đó thì bây giờ cái số dư của mình á cái số dư của mình bây giờ nó chỉ còn 20 000 thôi các bạn. Tại vì mình đặt cược hết 40 000 rồi ha. À, cho nên là các bạn hãy thực hiện cái việc này đi để các bạn sẽ có thêm một chút star lãi nha các bạn nhé. Rồi. À, nếu có gì không hiểu bạn có thể bình luận dưới video để mình giải đáp các bạn nha. Và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh youtube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bạn nào chưa đăng ký star hãy vào mô tả video đăng ký các bạn. Mãi giới thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.